Các bạn thân mến, hôm nay mình đưa các bạn lên cái vùng cao nguyên này. Nó cũng không cao lắm nhưng thôi cứ gọi là bình nguyên nha. Để ngắm cái phong cảnh của những cái nhà mà gần gần như là trên gọi là cái bìa rừng của núi Piagane. Ở đây nó có cái hoa màu trắng này, các bạn nhìn thấy. Toàn bộ những cái chỗ này sẽ ra hoa hết. Mọi người hầu như là thứ hai là mọi người đi làm. Đây là mình vào nhà cái cổng một người nhà dân đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ đi xem tiếp nhé. Đây chính là cái giống đào ở cái vùng này, gọi là giống đào rất ngọt và thơm. Có đào vàng và đào trắng. Nhìn như thế này thì mình đoán là cây đào này là đào vàng. Đào trên núi đấy các bạn ạ. Đào tự nhiên ở trên núi đấy. Người ta có nhà thì trồng nhiều nhưng có nhà thì chỉ trồng vài ba cây để họ dùng thôi. Nó khác với cái đào Nhật Bản. Ở Pháp thì các hòm thư bao giờ cũng để ở ngoài đường như này. Để bọn mình đi rẽ vào cái là có thể bỏ được quảng cáo hay là cái gì đó. Cho nên là mình rất biết những cái hòm thư như này. Mỗi nhà có một cái hòm thư thường là để ngoài đường. Người Pháp cũng rất thích hay trồng những cái búi cây như này. Thì, và những cái cây hoa rừng ở phía bên trên kia thì là tự nhiên. Nhưng những cái búi này là do họ trồng đấy các bạn ạ. Đây mình cũng không biết là loại hoa gì nữa. Nó rất là nhỏ. Người ta thường hay để cổng trống này để lúc người ta đi làm về người ta không phải xuống. Rất là an tâm ở đây. Đây nữa, đây cũng chính là một cây rừng đấy các bạn ạ. Và ở đây họ có cái lượng mật ong rất là dồi dào. Và mình bất chợt nhìn được một cái view xuống thành phố rất đẹp. Xin lỗi là mình vẫn cứ phải chỉnh cái máy vì nó nhìn thấy cả ngón tay này. Độ cao từ bên dưới chân đồi lên trên đây cũng phải từ 3 đến 400 mét so với mực nước biển. Thì các bạn nhìn thấy những cái mái nhà ở đây mình nói đây nó cứ vát hai cái đầu này. Cái kiểu nhà ở cái vùng này là như thế, vùng núi Piagane. Nó cứ có hai cái trái nhà này nó vát xuống. Mình không hiểu tại sao cả. Chúng ta đi tiếp nhé, ở đây họ trồng rất nhiều cây tre. Đây là đặc điểm ở cái vùng núi này, người ta hay có cái loại thông để làm rộng. Đây cái con đường mà từ ở dưới dốc lên nó bằng phẳng mà nó đẹp như này đấy các bạn ạ. Xe lại đi lên đi xuống như mắc cửi nhưng mà ở đây vận tốc là khoảng 30 cây số một giờ. Người ta trang bị đường xá lên tận đỉnh đồi cho nên là mọi người cũng rất thích ở phía trên này. Nếu mà ai có công ăn việc làm ổn định ấy thì người ta hay mua nhà phía trên này ở. Nó rất là thứ nhất là nó rẻ hơn này, thứ hai là nó cũng trong lành hơn cho sức khỏe. Nếu như họ đi làm công xưởng thì họ cũng không phải ở dưới phố làm gì cả.
Và nếu như họ ở đây thì họ sẽ chăn nuôi những con dê, nó đang ngắm nhìn những vị khách lạ đó. Cho các bạn ngắm những gia đình ở trên vùng, nó chưa phải núi, vùng đồi ở Pháp, thì các bạn thấy là rất là đầy đủ tiện nghi, vậy có chăn nuôi nữa, họ vẫn giữ những cái nếp sống của ngày xưa. Những con dê này là sẽ cho fromage, à sẽ cho sữa đã, sau đó thì họ có nghề fromage. Chúng nó đang nhìn những người khách lạ đấy. Tiếng Pháp thì nói đây là Le Chèvre, có chữ sờ, sờ rất là nặng, Chèvre, Le Chèvre. Nên đây rất là gió, mình phải mặc áo chống gió. Chú dê này thì đi theo con gái mình đấy, sợ người lắm đâu. Nó tự hỏi là chúng mày đến đây là làm gì, ở đâu. Con gái mình cũng sinh vào 5 con dê, ở đây có 4 con dê. Chèvre, chè, chè, chèvre, bê, nó kêu như thế đấy các bạn ạ. Chè, chè, ouvre moi. Và là có một bài hát là con dê con ngoan ngoãn hãy mở cửa ra đấy, mẹ đã về nhà cho các con bú đấy. Ta xem cái cây hoa cerise màu trắng đấy nhá. Đây chính là cerise đấy các bạn ạ. Cây cerise tức là tiếng Anh gọi là cherry đấy, còn tiếng Pháp thì gọi là cerise. Cerise mình nói là ở đây mỗi người, hầu như mỗi nhà có một cây anh đào trồng để vui thôi. Cây này nó không ra quả nhưng họ rất thích trồng. Còn đây là quả cây hoa cherry đấy. Nếu như các bạn gọi theo tiếng Anh là cherry, còn tiếng Pháp để đọc nhẹ hơn là cerise. Gặp đúng vào lúc hoa nở. Hôm nay thì không có nắng lắm, nhưng mà trên cái quả đồi này rất là thấy trong lành. Chèvre, les chèvres, chèvres noir, blanc et marron. Có 3 con dê, 1 con dê trắng, 1 con dê đen. À đây là 3 mẹ con đấy các bạn ạ. Maman et deux filles. Bonjour. Comment ça va? Mes chèvres. Vous êtes gentils hein? Đây là những ngôi nhà chắc là từ 3-4 đời để lại rồi. Cũng xuống cấp hết rồi các bạn ạ. Nhà nọ cách nhà kia cũng nhiều như thế đấy. Và các bạn thấy có đường ô tô đi thẳng vào nhà, họ cũng chẳng có cổng, ai muốn lên thì lên.
đến đây các bạn sẽ nhìn thấy cận cảnh ngôi nhà của cái vùng núi Pierganes này. Đó, nó vắt hai cái đầu cửa sổ. Và vì là vùng núi cho nên là nhà ai cũng có cây đào. Đào này là đào ăn quả đấy. Đào này là đào gọi là đào vàng đấy các bạn, cho ra cái quả màu vàng. Theo như mình nghĩ mà hoa nó đậu này là năm nay là cây này rất nhiều quả. Cây này là cây táo này các bạn ạ. Cây táo thì chưa chưa ra hoa nhưng mà nhiều nụ lắm.